Chào mọi người nhé. Bây giờ là buổi trưa ngày 14 tháng 10. Chúng tôi vừa hoàn thành xong bộ ghế Tần Thủy Hoàng. Hoàn thành xong vẫn chưa phun bóng. Đang chuẩn bị chiều nay để cho vào phun bóng thì cho một khách hàng ở thị xã Phú Thọ. Về đường nét hoặc là kiểu dáng của bộ này thì có lẽ là mọi người cũng biết nhiều rồi nên là tôi sẽ không giới thiệu nữa, mà tôi chỉ quay qua về phần vân gỗ, quay qua về vân gỗ cho mọi người cũng xem thôi. Còn kiểu dáng thì chắc mọi người cũng biết nhiều rồi nên là tôi cũng không giới thiệu nữa. Bộ ghế này là vừa hoàn thiện đánh cái giáp xong rồi, bây giờ chiều nay là chuẩn bị phun bóng là sẽ bàn giao cho vị khách hàng ở bên thị xã Phú Thọ. Rất là đẹp. Con này đấy, những vân này rất là đều này, đều này. À, cột này. Mọi người thì ai có nhu cầu thì sẽ liên hệ vào số điện thoại nhé, 0987 510 806, hoặc là xem thêm các sản phẩm khác ở trên website đồgỗtung8.com, và inbox trực tiếp vào Zalo theo số kia 0987 510 806 sẽ được báo giá và tư vấn chi tiết cho mọi người nhé.